Đây là trận đấu của nữ tiểu học nha các bạn. Các bạn thấy mấy em nó rất là tài năng. Alo, tối hôm qua bộ môn đá cầu có nhận được một cái điện thoại màu đen. Những vận động viên huấn luyện viên nào mất phải quên thì đến bàn thư ký để nhận lại. Nhắc lại, bàn thư ký có nhận được một cái điện thoại màu đen. Vận động viên huấn luyện viên có để quên thì đến nhận lại. Đấu trên sân số 5, xin mời đơn nam tiểu học Vĩnh Khang huyện Châu Thành gặp Tăng Thôi huyện Cao Lãnh. Xin nhắc lại, trên sân số 5, xin mời Vĩnh Khang huyện Châu Thành gặp Tăng Thôi huyện Cao Lãnh, nội dung đơn nam tiểu học. Thank you.
Cảm ơn tại đó. Gắn nha, nói.